Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang nghe truyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 54 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tử Dực Thành tường cao vô cùng, lão Hắc dọc theo hướng từng thành nhìn theo cũng là không thấy tận cùng. Đại nhân, Tử Dực Thành này tự hồ như cửa ngõ của Thảo Nguyên vậy. Tần Vũ phóng thần thức, sau khi hắn từng bước tăng đến cảnh giới Lưu Tinh hậu kỳ, thần thức tại thiên giới đã có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Chỉ cảm thấy thần thức tới đâu đều có từng thành bao phủ, không nhịn được kinh ngạc. Ưng Phong, tốc độ người nhanh nhất, dọc theo từng thành bay một vòng xem nó dài đến đâu. Nhìn Ưng Phong nhanh rời đi, Tần Vũ tự hỏi, chẳng lẽ Tử Dực Thành chia cắt cả Thảo Nguyên hay sao? Nếu là như thế thì có chút bội phục những người quản lý thiên giới này, đưa thiên nhân tu vi thấp toàn bộ đến rìa Thảo Nguyên, sau đó cách ly bọn họ khỏi quần thể thiên nhân, quả thực là khôn ngoan. Tình Nhi trên đường đi vẫn nghịch ngợm tu la kiếm, thậm chí khi Tần Vũ nói chuyện cũng không có quan tâm. Mọi người cũng vì thế mà buồn cười, hiểu được tiểu cô nương này cực kỳ ham vui, lại si mê một thanh kiếm như vậy. Không đến thời gian một nén nhang, Ưng Phong nhai banh trở về, sắc mặt có chút khó coi, tái nhợt không còn hột máu, rơi xuống trước mặt Tần Vũ thở hổn hển nói: Đại nhân, Tử Dực Thành có cổ quái. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Tường thành cũng có thể di chuyển, ta rõ ràng đã thấy được bên kia của tường thành, nhưng vô luận là bay về phía nào, tường thành đều bám theo ta, thủy chung không cho vượt qua giới hạn tường thành. Hơn nữa, chỉ cần tiếp cận tường thành, liền có một áp lực cực kỳ cường đại chuyển đến khiến cho ta không thể bay. Xem ra Ưng Phong là bị dọa, sắc mặt càng ngày càng khó khăn. Một bầu áp lực không khí khẩn trương lan tràn vào tâm mọi người. Tần Vũ bình tĩnh nghe Ưng Phong nói, trong mắt bộc phát một trận tinh quang kinh ngạc. Trận pháp không thể tưởng tượng được, thiên giới cũng có trận pháp sao? Theo như lời Ưng Phong nói, Tần Vũ hoàn toàn có thể khẳng định tường thành này đã được bố trí trận pháp. Chỉ có trận pháp mới có thể tạo cho người ta ảo giác, mới có thể sinh ra áp lực cường đại như vậy. Xem ra Tử Dực Thành làm cho người ta phải tò mò rồi. Hắn lầu bầu nhìn cửa thành cực lớn của Tử Dực Thành, nhẹ giọng nói: Chúng ta vào thành. Dứt lời hướng cửa thành mà đi đến. Sao? Vừa mới bước vào đại môn, Tần Vũ đã cảm nhận một áp lực cường đại truyền đến, toàn thân u mê, ngay cả đi cũng khó khăn. Trong mắt lóe tinh quang, tinh thần lực màu vàng trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, bước chậm đều chắp tay đi trước. Mà bọn người phía sau Tần Vũ lại không có dễ dàng như vậy. Cam Vân cố gắng đã đành, hôm nay hắn cũng là thiên nhân ba cánh, vô luận là thế nào cũng có thể gắng gượng bước tới. Nhưng bọn Tình Nhi, 5 người thì không ổn. 5 người theo phía sau Cam Vân vừa mới bước đi được trăm thước, liền bị một cỗ áp lực đè lên người, khiến bọn hắn bước đi rất khó khăn. Vô ca ca, mau giúp Tình Nhi. Cảm nhận được xương cốt toàn thân như bị giận nứt, toàn thân Tình Nhi phát ra quang mang, màu nhũ, nhưng thân thể dù sao cũng không có biến thái như Tần Vũ, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân ê ẩm, khiến cho hơi thở cũng khó khăn. 4 người lão Hắc cũng giống vậy, trên mặt mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. Có thể nói là cho dù chạy, bước, ngồi, bò đều không thể tiến lên một bước. Nghe được Tình Nhi gọi, bọn người lão Hắc cũng là lộ ra vẻ chờ đợi, giúp đỡ, đợi Tần Vũ có thể đưa mọi người vào trong thành. Quang mang xung quanh Tình Nhi ngày càng chói mắt, có áp lực vô hình kia tựa hồ cảm giác được sự phản kháng của cô bé, liền gia tăng áp lực lên 2 lần. Chỉ thấy sắc mặt tươi cười của Tình Nhi trong nháy mắt đã chuyển sang trắng bệch, thần sắc thống khổ. Tần Vũ thấy vậy, thân ảnh chợt lóe tới bên cạnh bọn Tình Nhi và lão Hắc, thấp giọng quát: Hỗn độn lĩnh vực tinh thần. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phát ra, ngoại trừ Cam Vân, mọi người đều cảm thấy cỗ áp lực vô hình kia nhất thời không còn nữa. Thật đáng sợ. Toát mồ hôi lạnh, trên mặt Ưng Phong lộ ra nét sợ hãi, run run nói: Đại nhân, chính là lực lượng đó đã khiến thuộc hạ không thể nhúc nhích được. Tần Vũ gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: Nơi này đích xác có chút kỳ quái, trước tiên đem các ngươi vào trong thành đã. Dứt lời, 5 cỗ tinh thần lực màu vàng đột nhiên phát ra, đưa Tình Nhi, lão Hắc, Ưng Phong, Hùng Ngưu và Bạch Hổ bao lại, thấp giọng nói: Mau đi theo ta. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tình Nhi, sau đó nhanh nói, trước mắt đột nhiên xuất hiện sáng ngời, phảng phất như mọi người đang ở thế giới khác vậy. Chỉ cảm thấy tất cả như mộng cảnh, ngay cả Tần Vũ khi thấy cảnh vật trước mắt này cũng rung động, miệng há lớn. Tần Vũ đầu cứng ngắc, mắt nhìn nơi nào, nơi đó cũng là ngã tư đường,
xinh đẹp sạch sẽ cùng những căn nhà bắt mắt. Hai bên ngã tư đường đều mọc một loại cây cao lớn. Những cây cao lớn đó phát ra khí tức cũng là thần mộc khí tức. Trời ạ! Phía sau truyền đến một trận rên rỉ, nghe đúng là thanh âm lão Hắc than vãn. Quay đầu nhìn lại đã thấy hắn thất thần quỳ xuống đất, hai tay không ngừng vuốt ve mặt đất như vuốt ra tay mềm mại của một cô gái vậy. Tựa hồ hắn sợ bàn tay thô kệch này sẽ làm mặt đất xuất hiện vết xước. Trên ngã tư đường người đi lại không nhiều lắm, nhưng có thể thấy được thiên nhân nơi này sống cực kỳ an dật. Chỉ là chẳng biết vì sao những người này ba cánh cũng có, thậm chí cả hai cánh cũng có, lại không cảm nhận được áp lực như của bọn Tình Nhi và lão Hắc. Tần Vũ liền khôi phục trạng thái bình thường. Tại nhân giới cũng đã chứng kiến nhiều loại tình huống dị thường, nhất là sau khi trở thành trường khống giả. Nắm trong tay cả tình hình hồng bông vũ trụ, thoáng nghiến răng một cái rồi bắt đầu đánh giá chung quanh. Xem ra đây mới chính thức là tiên giới, nơi thiên nhân sinh sống. Tần Vũ một bên quan sát, một bên trong lòng thầm than. Thiên nhân sinh sống bên rìa thảo nguyên chỉ là những kẻ cực kỳ yếu đuối. Bảy người đứng đó không có mở miệng, kinh ngạc nhìn về phía trước. Vẻ an tĩnh nơi đây khiến không khí cực kỳ ngột ngạt, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là có người ngoài đến. Cơ hồ chỉ sau một thời gian, một chén trà nhỏ, một đội vệ binh thân mặc khôi giáp bay nhanh tới trước mặt Tần Vũ. Một người bốn cánh tiến lên trước, nhìn thấy Tần Vũ không có cánh, con mắt màu bạc của hắn hiện lên tia kinh ngạc, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là thiên nhân sao? Vì sao đi tới Tử Dực Thành?" Toàn thân hắn tỏa ra khí tức mãnh liệt, khiến cho bọn người Tình Nhi phát run. Tần Vũ quan sát người vừa đến, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại: "Tử Dực Thành chẳng lẽ không chào đón người đến sao? Ta đến từ rìa thảo nguyên bên bờ Tử Hải, tới đây tham quan một phen." "Bờ biển Tử Hải?" Thiên nhân bốn cánh rất ngạc nhiên quan sát Tần Vũ, nghi hoặc nói: Ngươi là thiên nhân sao? Sao lại không có cánh?" Tần Vũ gật gật đầu, chẳng biết đáp thế nào. Bọn Cam Vân phía sau vội vàng đáp: "Đại nhân, ta trong một lần ngoài ý muốn mà mất đi đôi cánh, đến nay vẫn chưa có khôi phục." Thiên nhân bốn cánh vẫn quan sát Tần Vũ, nghe được lời Cam Vân nói, nửa tin nửa ngờ: "Các ngươi là muốn đầu quân cho Tử Dực Thiên Vương?" Tần Vũ lắc đầu nhàn nhạt nói: "Chúng ta thầm nghĩ rời khỏi nơi đang sống tới nơi này chỉ vì kiếm cuộc sống tốt hơn, cũng không muốn đầu quân cho ai cả, không muốn vì ai mà bán mạng." Sắc mặt hắn trước sau vẫn là cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ bỏ ngoài mắt khí tức của thiên nhân bốn cánh này, nói rất là bình thản: "Sao, không phải đầu quân cho Tử Dực Thiên Vương?" Thiên nhân bốn cánh ánh mắt lộ vẻ suy tư, lạnh lùng nói: "Cả Tử Dực Thành đều là con dân của Thiên Vương, vô luận các ngươi trước kia thế nào, chỉ cần tới nơi này đều phải là người của Thiên Vương, hết thảy đều phải nghe lệnh của Thiên Vương, các ngươi có thể làm được không?" Tần Vũ nhếch miệng, không để ý tới thiên nhân bốn cánh. Cam Vân thấy bộ dạng Tần Vũ như vậy, trong lòng rất lo lắng, lại tới cạnh Tần Vũ cười nói: "Đó là tất nhiên, chỉ là đại nhân của ta thương thế chưa được hồi phục, chúng ta không biết về Tử Dực Thành này, cho nên các ngài nói có đúng hay không, trước tiên để cho mấy vị huynh đệ của ta thoát khỏi áp lực đáng sợ kia." Thiên nhân bốn cánh kia sát ý trực tiếp bắn vào mắt Tần Vũ, giống như bắn vào da trâu, không hề có phản ứng. Trong lòng không nhịn được liền kinh ngạc quay đầu về phía Cam Vân, thấy vẻ mặt sợ sệt của hắn, trong lòng mới thư thái một chút. Tay phải vung lên, phía sau một binh lính lập tức tiến lên đưa ra 7 khối lệnh bài phóng cho mỗi người một cái. Mọi người chỉ cảm thấy áp lực chung quanh tiêu thất hết, vui mừng hoan hô. Tình Nhi chạy đến bên cạnh Tần Vũ, lúc lắc cánh tay của hắn, gắt giọng: "Vũ ca ca, Tình Nhi rốt cục cũng đã không còn cảm giác áp lực kia nữa rồi." Tần Vũ ôn nhu vuốt tóc Tình Nhi, căn bản là không thấy mấy người thiên nhân bốn cánh kia, ánh mắt nhìn Tình Nhi có vẻ quỷ dị, khẽ cười nói: "Vậy để Tình Nhi chơi đùa tại đây một phen, Tử Dực Thành này cũng phải để cho bọn Cam Vân xem xét một hồi đã." Tình Nhi cao hứng gật đầu, chạy loanh quanh cực kỳ đáng yêu: "Nếu các ngươi có thể đột phá nghịch thiên tiến vào trong thành, chứng minh các ngươi có tư cách trở thành dân của Tử Dực Thành." Thiên nhân bốn cánh toàn thân phát ra khí tức mãnh liệt, cực kỳ uy nghiêm nói: "Trước tiên ta đem quy củ của Tử Dực Thành nói cho bọn ngươi nghe." Con mắt hắn lướt qua người Tình Nhi rồi áp bức nhìn Tần Vũ, tựa hồ đối với phong thái lãnh đạm không quan tâm tới việc gì rất là bất mãn, lạnh lùng nói: "Tử Dực Thành chính là do Thiên Đế ban cho Thiên Vương đại nhân, nơi này tất cả đều là của Thiên Vương đại nhân, vô luận là các ngươi trước kia có uy phong cỡ nào thì ở chỗ này toàn bộ đều phải nghe lệnh Thiên Vương. Trong Tử Dực Thành mỗi người đều có một khối lệnh bài, ngày thường mang lệnh bài này trên người, các ngươi có thể đi lại trong thành an toàn. Nếu không có lệnh bài
sau khi gặp phộ về thành chúng ta, nhất định giết không tha. Sau này sẽ an bài cho các ngươi một tòa trụ thạch, đây là Tử Dực thành, chiếu cố với người mới, nhưng là các ngươi nhất định phải làm lao dịch cho chúng ta, để trừ lại số tiền của vật chất bị hao tốn. Một lúc sau, đại nhân, chúng ta thực sự vì bọn họ mà lao động sao? Đứng trong tiền viện, Cam Vân đánh giá không giỏi nhưng lại thập phần nhanh trí. Tuy không nói giống như bọn người lão hắc, nhưng là trong mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng. Tần Vũ mở cửa phòng, một màn khói bụi dày đặc bay lên khiến hắn nhíu mày. Phất tay, một đạo năng lượng khiến cho bụi trong phòng biến mất, đồng thời hình thành một cái chậu lớn đặt trên đất. Lao động ư, tất nhiên là không muốn rồi. Nhưng chúng ta hôm nay, người không thấy thiên nhân bốn cánh kia sao? Chỉ là một tiểu đội trưởng mà đã lợi hại như vậy, nếu là gặp cao thủ, chúng ta chẳng phải hết đường sống sao? Tần Vũ không phải vì lao động mà xấu hổ. Cho dù kiếp trước hắn là trưởng cống giả, cho dù hắn đã từng chỉ một cái phất tay quyết định biết bao nhiêu sinh mệnh, hắn hiểu được tình thế hôm nay chỉ có sống sót mới là đạo lý. Huống chi còn có Gia Gia cùng mọi người chờ hắn đi khôi phục trí nhớ, chờ hắn mang mọi người trở về nhân gian giới. Chỉ với một thiên nhân bốn cánh kia đã có thể giết chết toàn bộ chúng ta, người nắm chắc chiến thắng hắn sao? Thanh âm Tần Vũ cực kỳ bình tĩnh, nhưng mang theo một tia áp bức, một tia bất đắc dĩ. Cam Vân suy nghĩ một lúc, lộ ra nụ cười, tựa hồ bị Tần Vũ nói mấy câu làm cho xúc động. Đại nhân nói đúng, tình thế hôm nay chúng ta chỉ có thể cúi đầu, đợi ngày khác tu vi chúng ta tiến nhanh, trở lại trả thù cũng không muộn. Nhìn bọn người lão hắc, Cam Vân tràn ngập cảm xúc nói, hôm nay các ngươi cũng đã biết thiên nhân bốn cánh lợi hại như thế nào rồi đấy. Trước mặt hắn, chúng ta căn bản ngay cả ý nghĩ ra tay cũng đều không thể. Nếu hắn có ý muốn giết chúng ta, sợ là chúng ta chỉ có thể mặc cho hắn giết thôi. Ưng Phong trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, nét mặt kiên định nói, ta nhất định sẽ lợi hại như hắn. Hùng Ngưu và Bạch Hổ phía sau cũng gật gật đầu, đôi mắt tản ra quyết tâm cuồng nhiệt. Tần Vũ liếc mắt nhìn mọi người, thấy Tình Nhi vẻ mặt không được vui, không khỏi kinh ngạc nói, Tình Nhi, muội sao vậy? Tình Nhi lộ vẻ ủy khuất buồn bã nói, Vu ca ca không cho Tình Nhi đột phá, Tình Nhi biết mình tu vi quá thấp mà không thể trợ giúp mọi người. Tần Vũ không thể cười nổi, thanh âm trầm thấp nói, vô luận là ai, nếu muốn thành công sẽ phải nỗ lực, không nên thấy người khác tu vi cao mà đố kỵ. Phải biết rằng bọn họ có thành tựu cao như ngày hôm nay, khẳng định là phải nỗ lực rất nhiều. Mọi người gật gật đầu. Tần Vũ đột nhiên có cảm giác như ở cùng Hắc Vũ và Hầu Phí vậy, khóe miệng nở nụ cười. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện đến bốn cánh, căn bản không tính là gì. Sẽ có một ngày các ngươi đặt tới một cảnh giới mà bây giờ ngay cả tưởng tượng cũng đều không thể. Bốn cánh, có lẽ đặt tới bảy cánh mới làm ta có chút ngạc nhiên. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tất cả đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta phải vì bọn họ lao động, đào quặng, đáng chờ. Tần Vũ nghĩ lại lúc trước tại thần giới cũng đã từng đi đào quặng, chỉ có điều bản thân được tự do, không thể tưởng tượng được thiên giới cũng như vậy. Tại trung tâm Tử Dực thành, người thiên nhân bốn cánh vừa rồi nói chuyện cùng bọn Tần Vũ nay đang đứng trong đại sảnh, hai mắt sùng kính nhìn nam tử đang ngồi trên ghế. Nam tử kia không cao nhưng khuôn mặt anh tuấn khôi ngô như một người phi thường. Khóe miệng nam tử có chút nhếch lên, những nét đẹp nhất của thiên nhân hoàn toàn biểu hiện trên mặt hắn. Nhưng nếu so với Tần Vũ, tướng mạo kém hơn một phần, chỉ có điều sau lưng hắn có năm đôi cánh chim. Năm đôi cánh màu tím, một cỗ khí tế uy nghiêm từ trên người hắn tản ra, loại khí tức này rất mạnh, khiến cho thiên nhân bốn cánh kia phải rất cẩn thận trong lời nói, sợ hắn nổi giận. Người nói, hôm nay một trong bảy người vừa tới, lại có một người đàn bà, hai cánh lại phi thường xinh đẹp sao? Ngữ khí của hắn vô cùng trầm ấm, thoáng ôn nhu rồi lại mang theo một tia đặc chất, làm cho người ta phải tin phục, nghe rất thoải mái. Thiên nhân bốn cánh trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, cúi đầu khẳng định nói, đúng vậy, thiên vương, người đó so với tu la mỹ nữ thì không thua kém chút nào. Thuộc hạ có chút hoài nghi, người đàn bà đó nói không chừng chính là tu la tộc nhân. Tử Dực nam tử chính là thành chủ của Tử Dực thành, Tử Dực thiên vương. Hắn cười thoáng kinh ngạc nói, Kim Tư, người có thể khẳng định sao? Thiên nhân tộc chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có đàn bà là bình thường. Nếu thật sự xuất hiện mỹ nhân, chắc chắn làm cho người ta tò mò à? Kim Tư khẳng định gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp, thiên vương, người đàn bà đó quả nhiên tuyệt đẹp, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu. Tử Dực nam tử trầm ngâm một lát, trong mắt hiện lên quang mang dị thường, sau một lát mới chậm rãi nói,
Trước tiên cứ để bọn họ đi đào quặng. Nhớ kỹ, người đàn bà đó là của ta. Chờ ta đưa hai vị vương tử đi xem mỹ nữ, về nhất định sẽ gặp nàng. Kim Tư quỳ xuống đất cung kính nói, thúc hãy hiểu. Còn nữa, ta cảnh cáo những người trong thành, ai dám động đến bọn họ, ta diệt cả nhà hắn. Hôm sau, trời vẫn còn âm u, mây mù vẫn còn chưa tan hẳn. Bọn người Tần Vũ đã bị Kim Tư sai người đi đánh thức. Cùng ta đi đào khoáng, từ hôm nay trở đi, các người nhất định phải đào ra 300 khỏa thiên nguyên thạch, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Tử Dực Thành. Người đến là một thiên nhân ba cánh, đi sau hắn là hai gã thiên nhân hai cánh. Xem hắn nói như vậy, địa vị chắc chắn cũng không thấp. Lúc này trong tay hắn cầm một khối đá, phát ra quang mang kỳ dị, nhìn bọn người Tần Vũ lạnh lùng nói, ta gọi là Trịnh Chiết, sau này các ngươi đào được bao nhiêu thiên nguyên thạch, toàn bộ đều phải giao hết ra cho ta cất giữ, có gì thắc mắc cũng có thể tới gặp ta. Tuy nhiên, ta không hy vọng các ngươi không có nghi vấn gì. Tần Vũ không quan tâm, nhàn nhạt lúc lắc đầu nói, bây giờ có thể đi chưa? Trịnh Chiết sắc mặt cứng lại, không nghĩ Tần Vũ có thể bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến Kim Tư đại nhân đã dặn dò không quá hà khắc với bọn chúng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, không một lời hướng thành tây đi đến. Tử Dực Thành rất lớn, thậm chí so với thần giới còn rộng hơn rất nhiều. Tình Nhi được Tần Vũ dắt đi quan sát bọn Trình Chiết đang đi phía trước mọi người. Dọc theo đường đi, tiểu quán san sát, bốn phía nơi nơi đều là các cửa hàng. Tần Vũ tinh tế quan sát một chút, thấy có rất ít cửa hàng bán binh khí, lại phóng thần thức đưa toàn bộ mọi chuyện xung quanh quan sát. Cũng nhờ Tần Vũ tu luyện tinh thần công pháp, hôm nay tại thiên giới cũng có thể coi là công pháp siêu việt. Thần thức kỳ dị cũng không khiến người khác chú ý, cho nên mới có thể thoải mái phóng thần thức tìm tất cả mọi tin tức hữu dụng. Sau khi chuyển sinh một lần nữa tu luyện, Tần Vũ đối với tinh thần công pháp càng thêm khắc sâu. Nhất là tinh thần biến gần đây, một mực tin tưởng tinh thần biến cuối cùng sẽ hình thành một vũ trụ độc lập. Điều này cũng giống tại nhân giới, nếu chỉ là như thế này, sống lại một lần nữa chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn thanh quang bầu trời rộng lớn, hắn nhàn nhạt nghĩ, chẳng biết tinh thần biến có khả năng biến thành thế nào đây. Nếu lại biến đổi nhất định, cần hỗn độn lực tu luyện, nhưng lại biến đổi như thế nào? Cuối cùng là đạt tới cảnh giới gì nữa đây? Mặc dù hôm nay mọi người đều mang trên mình một cái lệnh bài, không hề cảm thấy cảm giác áp bức như lúc trước nữa, nhưng chính là trong Tử Dực Thành này không thể dưng cánh phi hành, cho nên mọi người đi phía sau Trịnh Chiết rất chậm. Tần Vũ thật ra không hài lòng lắm. Tu vi hôm nay của hắn đã đột phá lưu tinh kỳ, phòng chừng có thể đột phá được rồi. Thế nhưng tại Tử Dực Thành này lại không có cách nào phi hành cả. Suốt 2 canh giờ, mọi người xuyên qua vài cái chợ, xuyên qua vài bức tường thành, qua Bắc Môn. Người đi đường thấy vẻ đẹp của Tình Nhi thì ngạc nhiên thán phục, rốt cục đã tới khu vực đào khoáng. Đây là một khoáng mạch rất lớn, chiếm một phần lớn Tử Dực Thành. Tại đây có thể thấy thảo nguyên xanh biếc phía xa xa, chỉ là thần thức Tần Vũ phóng ra cũng không cảm giác được phía xa đó, thậm chí không bằng mắt thường nhìn. Một cú áp lực cường đại từ phương xa truyền đến, cho dù là khoảng cách khá xa, nhưng Tần Vũ cảm nhận được linh khí phía trước phát sinh biến hóa. Nơi đó hỗn độn lực còn dày đặc hơn cả khu vực khai thác này rất nhiều. Cũng là bởi vì nguyên nhân này mà không gian nơi đó cực kỳ ổn định, cũng giống như lúc trước tại thiên giới. Tu vi của hắn yếu, không có cách nào thích ứng có áp lực to lớn như vậy. Xem ra càng tiếp cận trung tâm thảo nguyên, áp lực càng lớn. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, nếu là trung tâm thảo nguyên, tại nơi đế vương đang sống sẽ là tu vi thế nào đây? Sợ rằng sẽ không kém tu vi lúc trước của mình. Trịnh Chiết chẳng biết từ đâu lôi ra mấy cái sảng, một cái đưa cho Cam Vân, lạnh lùng nói, cái này tặng không cho các ngươi, nếu làm hư nó các ngươi sẽ không hoàn thiện nhiệm vụ, tốt nhất là giữ gìn cho cẩn thận. Cam Vân nhìn thoáng qua Tần Vũ, đã thấy vẻ mặt hắn đang trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì, lại thấy ánh mắt hung ác của Trịnh Chiết, liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Trịnh Chiết sau khi dặn dò mấy câu liền mang theo thuộc hạ rời khỏi nơi này. Cam Vân cười khổ nhìn khu khai khoáng phía trước, chỉ thấy trung tâm nơi này đã có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Thấy một khoảng đất trống, xung quanh đó là những cái hố sâu hun hút dọc theo vách núi uốn lượn, đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy toàn một màu đen. Khu khai khoáng này thật kỳ lạ, chính là một tòa núi nhỏ, chẳng biết là ai đã dùng thần thông tách ngọn núi này ra tới tận trung tâm. Từ giữa bổ ra, hai bên vách núi có thể thấy được dấu vết những lưỡi dao sắc bén. Chúng ta bắt đầu đi. Cam Vân thở dài một tiếng, hướng vào phía trong đi đến. Thiên nguyên thạch là quáng thạch của thiên giới, cũng là nguyên liệu quan trọng trong việc chế tạo vũ khí. Vũ khí của thiên giới đại bộ phận đều là do quáng thạch này tạo thành,
cũng là quáng thạch thường thấy. Thần thức Tần Vũ bắt đầu phóng vào thiên nguyên thạch, phát hiện kết cấu so với nguyên liệu tại thần giới cũng tương tự nhau, nguyên liệu rất bình thường. Lúc này mọi người đã xuống tới vài trăm thước, bọn người Cam Vân rất nhanh dùng xẻng đào trên vách hầm. Bởi vì là lần đầu tiên đào nên tốc độ rất chậm, rất hao phí sức lực. Mà Tần Vũ không giống bọn họ, khi vào hầm không có hùng hục đào, mà sau khi dùng thần thức phân tích cấu tạo của quáng thạch, chậm rãi dọc theo đường hầm hướng vào phía trong đi đến, đồng thời phóng thần thức tìm nơi có nhiều quáng thạch. Cứ như vậy, sau một ngày thời gian trôi đi, nhìn trong tay chỉ có lác đác vài khỏa thiên nguyên thạch, mọi người khóc không ra nước mắt. 300 khỏa, suốt cả ngày mọi người nỗ lực lắm mới đào không được đến 20 khỏa. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên nguyên thạch như thế nào cho đủ? Lão Hắc nghiêm mặt nhìn thiên nhân ngoài động dần dần rời đi, trong lòng buồn bực, không nghĩ đến quáng thạch lại ít như vậy, nếu như đi ra ngoài hẳn sẽ gặp rắc rối. Nhìn Tần Vũ chắp tay nhàn nhã đi tới đi lui tại một bên, trong lòng hắn có chút bất mãn. Mặc dù hôm nay mọi người đã là tự nguyện đi theo hắn, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Vũ có thể không cùng mọi người làm việc. Cam Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: thiên nguyên thạch này quá ít, chúng ta đào một ngày cũng không tìm thấy nơi có nhiều quáng thạch, xem ra hầm này đã bị người ta đào rồi, ngày mai chính là chúng ta tìm một cái hầm khác đào đi. Tần Vũ cười cười không trả lời Lão Hắc, ngược lại quay đầu nhìn Cam Vân: chúng ta ngày đầu tiên đào khoáng cho nên khẳng định sẽ không làm khó chúng ta, cho nên chúng ta hôm nay có thể an toàn. Đêm nay trở về ta cho các ngươi luyện chế một ít pháp bảo, ngày mai bắt đầu chúng ta chẳng những kiếm đủ, còn có thể để lại một ít cho các ngươi luyện chế vũ khí. Pháp bảo ư? Hôm nay hai lần nghe thấy Tần Vũ nói, Cam Vân rất là có hứng thú. Theo như lời Tần Vũ nói, pháp bảo chính là cũng giống như tu la trong tay Tình Nhi kia, nhưng đây rõ ràng là chỉ có thể chế xuất vũ khí trung cấp của thiên nhân, tại sao Tần Vũ lại gọi là pháp bảo nữa? Đúng vậy, pháp bảo. Nhắc tới pháp bảo, trên mặt Tần Vũ hiện lên vẻ hưng phấn khác thường. Luyện khí là căn bản của kiếp trước, cho dù là chuyển thế sống lại hắn cũng không chịu từ bỏ theo đuổi cảnh giới cao nhất của luyện khí chi đạo. Pháp bảo cho các ngươi không tính là vũ khí, nhưng là một loại hoàn mỹ pháp bảo, còn hơn vũ khí của thiên giới rất nhiều. Trong đầu hiện lên những cửa hàng luyện chế vũ khí lúc trước thần thức Tần Vũ đã phát hiện. Vũ khí ở đó quá đơn giản, còn kém cả lúc hắn mới bắt đầu luyện chế pháp bảo, quả thực không thể so sánh. Phải biết rằng lúc trước Tần Vũ vì học tập luyện khí mà luyện chế ra 100 vạn cái thiên thần khí, đó thực sự là kinh khủng. Mặc dù không biết thiên thần khí tại thiên giới này sẽ là cấp bậc như thế nào, nhưng Tần Vũ có niềm tin đó là tùy tiện xuất ra một thiên thần khí bình thường cũng đủ để thiên nhân liều mạng cướp đoạt. Trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc nghi ngợi, nhớ tới lúc Lập Nhi nhìn thấy thiên thần khí có vẻ mặt đáng yêu như vậy, hắn đã khắc sâu vào trong lòng. Nhưng mà đại nhân, chúng ta có thể đào ra thiên nguyên thạch sao? Có đánh chết Lão Hắc, hắn cũng không tin lời Tần Vũ nói. 300 khỏa đã khó, lại còn muốn đòi thêm. Nhìn số thiên nguyên thạch ít ỏi trong lòng bàn tay, Lão Hắc cúi gập đầu. Trời ạ, 300 khỏa, quả thực không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Theo như lời Tần Vũ nói, Lão Hắc trong lòng cực kỳ mong mỏi. Từ khi Tình Nhi có được thanh tu la, mỗi lần cùng cô bé so chiêu đều bị cô bé dùng trường kiếm đánh cho lên bờ xuống ruộng. Hơn hết chính là không biết Tần Vũ đã cho Tình Nhi tu luyện công pháp gì mà thanh trường kiếm ở không trung tự xoay quanh chủ nhân. Mắt Lão Hắc lóe quang mang, nếu có thể học loại công pháp này, trong tay lại có một kiện vũ khí thì cho dù là chống lại Cam Vân cũng có thể liều mạng. Tần Vũ không có quan tâm đến ý nghĩ lúc này, cũng hừng hực như của Lão Hắc, suốt ngày có nhiều ý niệm trong đầu, thấy hắn và bọn Hùng Ngưu không tin lời mình nói, cũng không thể giải thích, chỉ là tự tin cười nói. Tốt lắm, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta quay về nghỉ ngơi. Đến tối nhân lúc không ai để ý, ta sẽ luyện chế cho các ngươi một ít pháp bảo cất chứ. Khi thấy bọn Tần Vũ giao ra 10 khỏa thiên nguyên thạch đặt ngay ngắn trước mặt hắn, thì Trịnh Tiết thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thời gian một ngày lại đào được có chừng đó nguyên thạch, trong bọn họ lại có một thiên nhân ba cánh. Nếu không phải là Kim Tư phân phó, Trịnh Tiết đã đuổi mấy người này đi rồi. Thiên nhân bình thường ít nhất một ngày có thể đào ra 400 khỏa thiên nguyên thạch, giao ra 300 khỏa, còn lại 100 khỏa là có thể chu tất cuộc sống hàng ngày rồi. Nhìn mấy khối nguyên thạch, Trịnh Chiết lắc đầu cười khổ, bắt buộc bản thân phải nghiêm mặt, lạnh lùng nói: niệm tình ngày đầu tiên các ngươi đào khoáng, hôm nay cũng không truy cứu các ngươi, nếu ngày mai không giao đủ 300 khỏa thì chuẩn bị mà rời khỏi thành đi.
Nói xong, hắn vội vàng đi ra sân cùng vài tên tùy tùng cười to rời đi. Sau khi Trịnh Chiết rời đi, Tần Vũ lấy ra mấy khỏa thiên nguyên thạch còn lại, cầm trên tay, nhẹ giọng phân phó mọi người ở trong phòng tu luyện. Không nên ra đằng sau, để hắn thi triển công pháp kiền khôn, bố trí dọc theo sân sau. Kỳ thực công pháp kiền khôn hôm nay Tần Vũ lập ra còn mạnh hơn trận pháp lúc trước, chính là trận pháp đã giết chết hai gã vô danh không gian trưởng khống giả. Bất quá tu vi hôm nay của hắn không còn như trước nữa, không thể thi triển một phần của sinh mạng trận pháp. Cũng bởi vì một mặt là hắn chưa hoàn thiện trận pháp này, nhất là cấp cho nó sinh mệnh. Tần Vũ hiện tại tu vi chưa khôi phục nên không dám sử dụng. Xuất ra thiên nguyên thạch giống như lần trước luyện chế tu la và thiên nhân, trên không khí hình thành một cái lò luyện khí cùng với đoàn linh khí kia. Tần Vũ nhanh chóng luyện chế pháp bảo cất trữ. Lúc bấy giờ tại trung ương thảo nguyên, trên ngọn núi cao nhất, hai đạo nhân ảnh rất nhanh phi xuống dưới. Rốt cục cũng đã rời khỏi ngọn núi của thiên đế rồi. Đại ca, ta muốn người chết đi được ấy. Thiên hồn mái tóc vàng óng vừa rời khỏi cung điện lớn kia liền bay nhanh đánh về phía một nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia có mái tóc dài màu tím, khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp, sáng như ngọc. Nếu quan sát kỹ khuôn mặt, có thể thấy được thanh niên nam tử này vô cùng kiên nghị. Sống mũi cao thẳng giúp cân bằng khuôn mặt, trông giống như rồng nằm. Nếu khuôn mặt này xuất hiện tại nhân giới, nhất định sẽ làm điên đảo vô số nữ nhân. Tử phát nam tử thân ảnh chật lóe, trong nháy mắt xuất hiện ngay phía sau thiên hồn cười mắng. Đế thiên hồn, xú tiểu tử ngươi, đại ca ngươi cần đi tìm tu la mỹ nữ, đối với nam nhân không có hứng thú đâu. Đế thiên hồn rút cục cũng không còn bộ dáng băng lãnh như trước nữa, vốn khuôn mặt lạnh lùng nay đã mang theo nét cười thản nhiên nói. Đường đường là con trưởng của thiên đế, cao thủ bảy cánh như thế nào lại bị lụy đàn bà như vậy, coi trọng như vậy sao? Nói cho đại biết, ngày mai nhất định ta sẽ cho người trở về thăm các lão bà của ta. Tử phát nam tử mỉm cười, nụ cười lộ trên khuôn mặt anh tuấn thật khiến người ta mê người, nhẹ giọng nói. Đối với đàn bà, cho tới bây giờ ta cũng coi thường việc sử dụng bạo lực để làm điều sằng bậy. Há có thể giống ngươi và cha, thường trở về sau trăm năm đã tồi tàn rồi. Đối với đàn bà cũng giống như là thiên liên vậy, nếu là quan tâm, ân cần mới có thể chính thức cùng các nàng tâm giao. Đế thiên hồn thở dài một tiếng, ôm tai lập tức bay về phía trước. Đại ca, huynh lại bắt đầu bài cũ rồi, cứ khi nói đến chuyện đàn bà huynh lại có bộ dạng như vậy á. Trời ạ, chịu không được huynh rồi. Tử phát nam tử nhìn đế thiên hồn phía sau lưng, chân mặt lộ ra một tia nụ cười cảm kích, thấp giọng nói. Thiên hồn, cảm ơn ngươi. Nói xong thân ảnh nháy mắt đã biến mất, lúc hiện ra đã tới bên cạnh thiên hồn. Linh khí đậm đặc tự hồ đối với họ không có chút ảnh hưởng. Hai người vây cánh thân ảnh đã xuất hiện tại cách đó mấy trăm dặm. Hai khuôn mặt anh tuấn đứng trên bầu trời xanh biếc, lại còn có những đám mây màu trắng khiến cảnh vật càng xinh đẹp. Đại ca, cha lệnh cho huynh đem 100 cái đầu tu la nhân về, huynh định làm thế nào? Đế thiên hồn nhìn căn phòng nhỏ phía dưới và đám thiên nhân trong lòng ngực, không khỏi hào khí đại phát. Tử phát nam tử nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Ta là không vô cớ mà sát sinh, cha biết rõ ta không muốn giết người, nhưng lại bức bách ta, thật khiến ta khổ não mà. Đế thiên hồn không có tiếp lời, nhìn những ngọn núi khổng lồ đang hiện ra chậm rãi trước tầm mắt, nhẹ giọng nói. Hay tại thiên khanh này đưa tu la tộc nhân phân tách ra, theo như lời cha nói, thiên khanh này sản sinh ra mỹ nữ và nam nhân xấu xí, mà chúng ta thiên nhân anh tuấn có thừa, lại không có đến một người đàn bà xinh đẹp. Cho nên sẽ có một ngày ta lĩnh đại quân thiên nhân đạp bằng thiên khanh, đưa tất cả mỹ nữ trở về. Hắn phất tay, khuôn mặt đầy vẻ kiên định. Tử phát nam tử thấy thiên hồn nói như thế, trong lòng cũng thầm than, đệ đệ này sát tâm đúng là quá nặng, nhíu mày cũng không đáp lại. Thấy tử sắc nam tử sắc mặt không tốt, đế thiên hồn vội vàng thu lại cái bộ dáng phóng khoáng vừa rồi, cười nói. 3 vạn đầu người không tính là nhiều, huynh không cần quan tâm. Chuyến này đi, ta chỉ cần mang về mấy mỹ nữ hưởng thụ, ta đã thỏa mãn rồi. Tử phát nam tử cười không đáp, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích nhìn thiên hồn, đồng thời trong con mắt trong suốt mang theo tia bất mãn đối với cha hắn, chỉ là rất khó phát hiện. Lại nói, khi bọn người lão hắc từ trạng thái tu luyện tỉnh lại thì chắc trời đã sáng dần, bầu trời xa xa tản ra quang mang cực kỳ tuyệt mỹ. Tần Vũ đứng trong nhà, toàn thân quần áo màu xanh, mái tóc dài bay bay trong gió, sau lưng dáng người cao lớn cực kỳ anh tuấn. Phía dưới chân hắn, 6 đạo năng lượng cổ quái màu bạc, nhìn bên cạnh thì sáng rực, nhìn bên trên thì giống như dòng suối uốn lượn lóe ra quang mang thuần khiết khiến mọi người mê hoặc.
Đại nhân, chẳng lẽ đây là cái mà ngài gọi là bảo bối có thể chứa vật sao? Trong mắt Cam Vân hiện lên thần sắc không thể tin. Bảo bối có thể chứa đựng đồ vật, hắn không phải là chưa có nghe nói qua, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Tần Vũ lại có khả năng chế ra. Hơn nữa, nó xem ra quá nhỏ bé, nếu như thế nào có thể cất quáng thạch trong đó mà bọn lão hắc bên cạnh cũng là kinh ngạc và rất tò mò. Oa, chỉ hoàn thật xinh đẹp. Tình Nhi mới từ trong phòng bước ra, thấy dưới chân Tần Vũ lóe quang mang xinh đẹp khiến nữ hài tử này thích thú, trong lòng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Vũ, vẻ mặt chờ đợi hỏi: "Vũ ca ca, đây là cho chúng ta sao?" Tần Vũ xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng rồi biến mất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tình Nhi thì cực kỳ hảo cảm, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé cười nói: "Tất nhiên là chuẩn bị cho các ngươi, trước tiên trích một giọt máu tươi đi đã." Tình Nhi không đợi bọn người Cam Vân tiến lên, liền cầm lấy một cái chỉ hoàn sáo, trích lên ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, cũng giống như lúc trước chiếm lấy Tu La, đọng lại trên chỉ hoàn. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, chỉ hoàn nhất thời biến thành hình ảnh ảm đạm, không như vừa rồi phát ra quang mang sáng chói. Tình Nhi há miệng, giơ cánh tay nhỏ bé lên trước mặt Tần Vũ, tự hồ muốn hỏi tại sao chỉ hoàn này lại trở nên ảm đạm rồi. Tần Vũ bèn cười giải thích nói: "Chữ vật giới chỉ quá chói mắt, cho nên trong khi luyện chế ta đặc biệt bỏ đi một trận pháp, khi các người mang nó trên mình cũng không bị người khác chú ý, để tránh những điều phiền phức không đáng có." Thấy năm người Cam Vân vẻ mặt khó hiểu, đều cầm lấy chỉ hoàn trên mặt đất, cũng học theo cách của Tình Nhi, đều trích ra một giọt máu tươi nhận chủ chỉ hoàn. Tần Vũ nói: "Chữ vật giới chỉ này tùy ý nghĩ mà động, muốn thu lại cái gì chỉ cần nghĩ trong đầu là được." Đang nói, Tình Nhi đưa giới chỉ nhắm ngay một cái bàn trước căn nhà mọi người đang ở, quát khẽ: "Thu!" Trên giới chỉ thanh quang chợt lóe, cái bàn đá cao nửa người nhất thời không còn bóng dáng. Trong đầu Tình Nhi hiện lên chiếc bàn đá trong giới chỉ, không nhịn được nói: "Trời ơi, ca ca, chỉ hoàn này thật thần kỳ." Bọn người Cam Vân thấy Tình Nhi sử dụng cũng tò mò làm theo, đưa giới chỉ trong tay nhắm vào các vật phẩm trong nhà, thanh quang cùng những tiếng quát khẽ không ngừng vang lên. Tần Vũ lắc đầu không thể cười nổi, chỉ là một cái chữ vật giới chỉ cũng coi như bảo bối cùng nhau chơi đùa. Xem ra những thiên nhân này cuộc sống quả thực quá kham khổ. Hắn không tin thiên nhân bên trong Tử Dực Thành này không có pháp bảo cất chữ. Xem bộ dáng mấy người này cũng là do bọn họ ở vùng rìa Thảo Nguyên nên mới vậy, mà đây đã rất gần trung tâm Thảo Nguyên, chẳng lẽ lại không khá hơn sao? Nghĩ đến khu khai khoáng phía trước, trong lòng Tần Vũ nóng lên một chút. Xa khí tại Tử Dực Thành yên ổn, nếu không tìm được bọn Tư Nhi sẽ tiếp tục tiến sâu vào trung tâm thành. Theo Trịnh Chiết tiếp tục đi tới khu khai khoáng, Tần Vũ nóng lòng đi đào Thiên Nguyên Thạch. Mấy người Cam Vân như trước đi tới hang động hôm trước tại khu đào khoáng. Cam Vân về mặt khó hiểu nói: "Đại nhân, hôm qua chúng ta đã tại đây đào cả ngày trời rồi, cũng không tìm được là bao Thiên Nguyên Thạch, sao hôm nay lại tới đây lần nữa?" Tần Vũ nhìn sâu trong quáng động, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhàn nhạt nói: "Đào quáng thạch không như các ngươi tưởng tượng đâu, chưa biết cách đào, cứ theo cách các ngươi đào hôm qua, sợ rằng hôm nay cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu." Nhìn vẻ mặt mơ màng của mọi người, Tần Vũ cũng không giải thích thêm mà dẫn mọi người tiến vào bên trong quáng động. Thần thức hắn chậm rãi tản ra, hôm qua Tần Vũ đã đánh dấu những chỗ có nhiều quáng thạch, dọc theo đường hầm đi tới gần 500 thước nơi có hố nhỏ, Tần Vũ cười nói: "Lão Hắc, ngươi và Bạch Hổ tại chỗ này đào." Lão Hắc gật gật đầu, tuy trong lòng vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh. Mạnh phát lực một cuốc bổ xuống, mặt đá màu xanh phía trên tóe lửa. Sau hơn 10 lần bổ cuốc, trước mắt đã xuất hiện một khối Thiên Nguyên Thạch hoàn chỉnh. Nhìn ánh sáng kỳ dị của quáng thạch, Lão Hắc há to miệng liếc Bạch Hổ, thấy ánh mắt hắn cũng hiện lên hưng phấn, cũng không để ý đến Cam Vân, hai mắt nhìn Thiên Nguyên Thạch dày đặc tại đây. Hai người điên cuồng đào bới. Tần Vũ cười cười nói: "Tốt lắm, hai người bọn họ tại đây đào, Cam Vân, ngươi và Ưng Phong, Ngưu Hùng theo ta." Vừa nói, hắn vừa bước tiếp vào sâu thêm. Cam Vân lưu luyến nhìn hai người Lão Hắc và Bạch Hổ tại nơi này đào bới, chỉ cần một chút công phu, trên tay hai người đã có Thiên Nguyên Thạch to có, nhỏ có. Xem ra nhiệm vụ hôm nay không cần gắng sức cũng có thể hoàn thành rồi. Nghĩ đến hai người cơ hồ không tốn chút sức nào có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, trong lòng Cam Vân lại sinh đố kỵ, muốn ở lại đây cùng hai người đào bới, nhưng lại lo Tần Vũ tức giận nên không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ đi theo Tần Vũ hướng sâu bên trong hầm đi tới.
Tiếp tục đi tới 500 thước, hàn khí trong hầm càng ngày càng nồng hậu. Mùi ẩm mốc phả vào mặt, Tình Nhi không khỏi nhíu mày, bịt mũi lại. Tới đó, cơ hồ đã tới chỗ sâu nhất của huyệt động. Cam Vân thậm chí có thể đoán được nơi này đã tới trung tâm của ngọn núi, có chút tò mò nhìn Tần Vũ, đang chậm rãi tìm cái gì đó trên thạch bích. Tốt lắm, các ngươi tại đây đào, nhớ lấy, hôm nay nhất định phải tại đây đào. Tần Vũ sau khi tìm kiếm một hồi, nhìn Cam Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Cam Vân nghĩ đến bọn lão hắc đã đào được rất nhiều thiên nguyên thạch, trong lòng cũng nóng lên, liền đáp ứng. Sau khi dặn dò ba người bọn họ, Tần Vũ liền mang theo Tình Nhi hướng ra phía ngoài đi ra. Lúc này bên ngoài đã cực kỳ náo nhiệt, từ cửa động nhìn ra có thể thấy được rất nhiều thiên nhân đang khổ cực đào bới. Tần Vũ mỉm cười tiện tay bố trí một lục cấp trận pháp, sau đó quay lại nhìn Tình Nhi nói. Từ hôm nay trở đi chúng ta tu luyện bọn họ đào quáng. Lúc đó tại phương Bắc thiên giới, từ ngọn núi của thiên đế ở trung tâm thảo nguyên phi hành, mỗi một lần chớp mắt bay được 100 dặm, đế thiên hồn và tử phát nam tử liên tục phi hành đã qua thời gian 1 năm, hiện tại đang đứng dưới chân một ngọn núi khổng lồ. Không thể tưởng tượng được ta lại có thể trở lại nơi này. Từ khi cha đặt cấm chế tại thiên thần điện, ta chỉ biết nếu kiếp này chưa tu luyện thành đẳng cấp hoàng, sợ rằng không có cách nào tới thiên khanh này, không có cách nào cùng các muội muội tu la tộc làm nóng thân thể rồi. Nhìn ngọn núi hùng vĩ tráng lệ không thấy tận cùng kia, tử phát nam tử thở dài, trong lòng có vô cùng vô tận cảm giác. Đế thiên hồn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, có chút tinh nghịch nói. Đại ca, huynh cảm ơn ta thế nào đây? Nếu không có ta, bây giờ huynh vẫn còn đang ở trong thiên thần điện lĩnh ngộ dực hoàng tuyệt học rồi. Tử phát nam tử vô vỗ vai đế thiên hồn hung hăng nói. Chúng ta là huynh đệ, tất nhiên là không cần phải khách sáo rồi. Chỉ cần ca ca ngươi đạt thành hoàng giai đẳng cấp, lúc đó nắm trong tay toàn bộ thiên nhân nhất định sẽ là ngươi. Đế thiên hồn cười cười, đối với trưởng khống giả thiên nhân tộc hắn không có nhiều hứng thú lắm. Hứng thú lớn nhất của hắn vẫn là giết chóc và cướp của, điểm này ca ca hắn cũng không thể tiếp nhận. Tử phát nam tử hai tay giang ra, đứng trên đỉnh núi đón gió, lớn tiếng nói. Ta, đế tuyết phong, nhất định sẽ trở thành hoàng giai mạnh nhất. Sẽ có một ngày ta trở thành hoàng giai. Một trận hào khí ngút trời từ người hắn tản ra, ánh mặt trời mờ mờ ảo ảo bốn phía, trong trời đất như chỉ có mình hắn, thanh âm vang vọng cả ngọn núi. Đế thiên hồn trong lòng hiện lên một tia sùng kính. Từ nhỏ tới nay, vị ca ca này cùng các huynh đệ khác bất đồng. Trong số 10 huynh đệ, cũng chỉ có hắn là thân cận nhất. Trong đầu hắn hiện lên tình cảnh khi hai người đang tu luyện. Mọi người nghĩ tu vi của hắn là do sư phụ truyền thụ, nhưng lại không biết công pháp tu luyện của hắn trước mắt mọi người như là nhu nhược, nhưng thật ra rất mạnh, do chính đại ca truyền thụ. Cảm thấy nguyên lực màu vàng đang lưu chuyển trong cơ thể, trong lòng đế thiên hồn đối với vị ca ca này cảm kích vô cùng. Sau 100 năm thời gian ngắn ngủi, hắn đã tu luyện đến cảnh giới 6 đôi cánh, là người thiên giới tiến bộ nhanh nhất. Cũng vì thế hắn mới được cha sủng ái nhất. Tất cả đều là do ca ca ân thầm trợ giúp hắn. Đế thiên hồn trong nháy mắt hiện lên một tia ôn tình. Ca ca của hắn hôm nay đã đạt tới 7 cánh. Nếu không phải là ca ca hắn áp chế tu vi, sợ rằng trong vòng ngàn năm có thể đạt tới 8 cánh. Băng băng. Trong đầu đế thiên hồn hiện lên hình ảnh một người trẻ tuổi, trong lòng thầm mắng. Nếu ca ca ta muốn đột phá, nhất định đột phá 8 cánh sớm hơn hắn. Tên kia tự kiêu 2000 năm có thể đột phá 8 cánh, tự xưng là trong giới thanh niên không có bao nhiêu địch thủ. Nhưng lại không biết ca ca chỉ là không muốn cái danh tiếng kia mà thôi, thật là buồn cười. Nghĩ cái gì vậy? Tử phát nam tử thấy đế thiên hồn trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng, liền tiến tới vẻ mặt tò mò hỏi. Đế thiên hồn ánh mắt lộ ra sát ý, hận hận nói. Băng băng cậy cha sủng ái lại cướp binh mã từ tay chúng ta, hôm nay thiên khanh này là do hắn cai quản. Nhắc tới băng băng, mắt đế thiết phong lóe lên một tia ánh sáng lạnh như băng. Thường ngày tuy hắn vốn không thích sát sinh, nhưng nghĩ đến người màu cánh vàng kia bất đồng, trong lòng cũng lộ ra sát ý 10 phần. Cứ để cho hắn kiêu ngạo đi, 8 cánh ư? Rất ngông cuồng. Lúc trước thì không cần nói làm gì, cho dù là bây giờ ta cũng có thể giết ngươi. Nghĩ đến trong linh hồn chính mình tản ra ngọn lửa nóng cùng lạnh xen lẫn, hắn nhất thời tràn ngập tự tin. Trịnh Chiết ngẩn người khi nhìn thấy bọn Tần Vũ đưa tổng cộng 2400 khỏa thiên nguyên thạch ở trước mặt, thì không những là hắn mà ngay cả bọn tùy tùng phía sau cộng thêm toàn bộ thiên nhân tại khu khai thác cũng đều ngây người. Đại nhân, tổng cộng 2400 khỏa, mời nghiệm thu. Cam Vân nhìn sắc mặt Trịnh Chiết nở nụ cười nham hiểm,
Những điều Tần Vũ vừa nói khiến hắn tươi như hoa. Hôm nay chúng ta giao nhiều một chút, nguyên nhân là bốn chúng ta tìm được chỗ quáng thạch dày đặc. Sau khi bọn chúng tiếp nhận, chắc chắn sẽ yêu cầu chúng ta dẫn tới cái động quáng thạch. Sau đó ta cho chân tâm luyện chế một vũ khí tương đối lợi hại cho các ngươi. Hai mắt lão Hắc đăm đăm đứng một bên si ngốc. Vũ khí lợi hại, đại nhân lại luyện chế vũ khí gì nữa đây? Qua hai lần luyện chế, Tần Vũ đã khiến bọn họ cực kỳ tin tưởng, đồng thời cũng làm cho bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính là chỉ cần Tần Vũ nói thì nhất định sẽ làm, cho tới nay chưa từng nuốt lời. Này, như thế nào có nhiều như vậy? Trịnh Chiết khó khăn lắm mới thốt nên lời, nhìn đám thiên nguyên thạch ánh mắt như là không thể tin nổi. Đúng vậy đại nhân, chúng ta hôm nay tìm được quáng động dày đặc nên đào nhiều một chút. Thanh âm Cam Vân có chút quái dị, phảng phất cố tình ép cổ họng, đồng thời có ý cười cười. Quáng thạch dày đặc ư? Chỗ nào? Trịnh Chiết trong mắt nhất thời bốc ra lửa. Quáng động dày đặc thiên nguyên thạch, nếu người nào cũng có thể đào được nhiều thiên nguyên thạch như vậy, khoảng cách giữa hắn và Kim Tư tướng quân sẽ càng ngày càng gần. Hung hăng nhìn Tần Vũ, Trịnh Chiết nghĩ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua một thanh niên nam tử mà hắn lại nhìn không thấu. Thậm chí người thanh niên nam tử này còn gây cho hắn loại áp bức mãnh liệt, khiến hắn không dám lớn tiếng. Đây là cảm giác mà Trịnh Chiết cho tới bây giờ gặp rất ít. Mặc dù hắn là thiên nhân ba cánh, nhưng Trịnh Chiết dựa vào năng lực hơn người trong số thiên nhân, chiếm được quyền khống chế khu khai khoáng, thủ đoạn thâm sâu vô cùng. Thế nhưng Tần Vũ cho hắn có chút áp lực. Cam Vân về mặt nịnh nọt tiến tới trước mặt Trịnh Chiết, ghé vào tai hắn nói: đại nhân, quáng tàng ngay trong động phía sau ngài, chúng ta có thể tìm thấy nhiều thiên nguyên thạch như vậy cũng là nhờ hồng phúc của đại nhân. Trịnh Chiết nhìn thoáng qua Cam Vân, không hề nhìn Tần Vũ, cười nói: ngươi gọi là Cam Vân đúng không? Cam Vân vội vàng gật đầu, lui về phía sau hai bước, cung kính nói: tiểu nhân là Cam Vân, tại hạ cũng chỉ là muốn tốt cho bản thân, cho nên đại nhân ngàn vạn lần không nên thấy kỳ lạ. Trịnh Chiết gật gật đầu nói: ngươi cũng có lòng, được rồi, trước tiên thu xếp đồ đạc đi theo ta. Cam Vân trong lòng rất sung sướng, nhưng trên mặt lại giả bộ kinh ngạc, cuống quýt đa tạ. Trịnh Chiết khoát tay, phái hai binh lính đi vào trong sân động xem xét. Kết quả hai người lần lượt há to miệng. Tần Vũ đã bố trí trong sân động quáng tàng dày đặc, đúng là có thể đào ra rất nhiều thiên nguyên thạch. Trở lại chỗ ở, lão Hắc việc đầu tiên là lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra 3.000 quả thiên nguyên thạch. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, nhìn thiên nguyên thạch xếp thành núi nhỏ, cơ hồ phủ kín cả khoảng sân, trên mặt cười như hoa nở. Cam Vân hung hăng sớm cũng đã lấy ra thiên nguyên thạch, thấp giọng nói: để cho ta đi theo hắn, mẹ nó, như vậy thật không có tiền đồ, lại còn phải nói cái gì đó ta muốn đi theo đại nhân nữa chứ. Lão Hắc châm chọc: cái tên Trịnh Chiết kia cũng giống ngươi, có ba đôi cánh nhưng lại chẳng biết liêm sỉ, thu ngươi làm thuộc hạ thật khiến cho người khác cười à. Ba người kia cũng đã tới, mọi người bắt đầu hưng phấn thảo luận xem đại nhân luyện chế cho vũ khí gì. Tần Vũ cười cười đi tới một bên, hai đống thiên nguyên thạch này ít nhất cũng phải 20.000 khỏa. Nếu như bọn họ mà sử dụng luyện chế vũ khí thì ít nhất nửa năm nữa cũng không cần đào khoáng, mọi người có thể khổ tu một thời gian rồi. Tình Nhi nhanh nhẹn đi tới cạnh Tần Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn phát hồng, hưng phấn cực kỳ đáng yêu. Vũ ca ca, chúng ta đào nhiều thiên nguyên thạch như vậy rốt cục là có tác dụng gì vậy? Bọn họ đều nói thiên nguyên thạch tại thiên giới là rất nhiều, Tình Nhi không rõ lắm. Tần Vũ ôn nhu vuốt mái tóc Tình Nhi cười nói: thiên nguyên thạch tác dụng rất nhiều, có thể luyện chế cho mọi người vũ khí đẳng cấp tương đối cao, còn có thể làm cho Tình Nhi một số đồ vật đáng yêu nữa. Tại trạch viện trong Tử Dực Thành chủ phủ, Kim Tư vẻ mặt tức giận mắng: các người đều là lũ ăn hại, thiếu gia đã biến mất hơn một năm cho tới bây giờ cũng chưa tìm được ư? Trong mắt lóe lên sát ý âm trầm, ánh mắt chậm rãi lướt người trước mặt đang quỳ gối, lạnh lùng nói: nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, các ngươi phải chôn cùng nó. Còn không mau tiếp tục tìm kiếm, không tìm được thì đừng trở về nữa. Ba gã thiên thần ba cánh như được đặc xá, vội vàng dập đầu bước nhanh ra ngoài. Dương Nhi đi đến đâu rồi? Vì sao lâu như vậy cũng không có tin tức gì? Kim Tư hung hăng vỗ mạnh cái thành ghế, hận nói: đều trách ta ngày trước quá sủng ái hắn, thị vệ cũng tùy ý hắn sai khiến. Đang nói, đột nhiên phát hiện ở đại sảnh đã có một người đứng đợi, tinh quang chật lóe, thấp giọng quát: Trịnh Chiết, vào đi. Trịnh Chiết rất cao hứng, là cực kỳ cao hứng, vừa mới phát hiện quáng động có nhiều thiên nguyên thạch như vậy, hắn cơ hồ ngạo nghễ trở lại. Lần này tới báo cáo, quáng tàng kia có thể đào ra ít nhất 10.000 khỏa thiên nguyên thạch. 10.000 khỏa thiên nguyên thạch, Trịnh Chiết chỉ cảm thấy thanh quang trong mắt đều lóe lên,
một viên thiên nguyên thạch có thể là tại tiểu lầu hét lớn gọi đồ ăn, còn có thể đùa bỡn với một tu la mỹ nữ, mà ba khỏa thiên nguyên thạch có thể tại Tử Dực Thành mua một chỗ nghỉ ngơi. Tác dụng lớn nhất của thiên nguyên thạch chính là có thể mua được vũ khí. 100 quả thiên nguyên thạch có thể mua được một kiện vũ khí đẳng cấp nhân. Trong đầu Trịnh Chiết bắt đầu phảng phất hình ảnh tu la mỹ nữ và vũ khí. Đứng trên đại sảnh đối mặt với Kim Tư tướng quân, thân tình lại rất khúm núm. Mấy hình ảnh về tu la mỹ nữ xinh đẹp động lòng người cũng đã biến mất. Toàn thân long khom vội vàng tiến lên cười nói: "Tướng quân, chẳng biết chuyện gì làm ngài buồn rầu như vậy?" Kim Tư liếc nhìn Trịnh Chiết, người trẻ tuổi này là người hắn quý nhất, đồng thời cũng là do một tay y cất nhắc lên, hôm nay chiếm được ưu thế ở khoáng trường, khiến cho hắn trước mặt tướng quân cực kỳ kính nể. Cũng là nụ cười đáp lại, Kim Tư nhàn nhạt nói: "Dương Nhi chẳng biết đi đâu, gần 1 năm rồi cũng không có tin tức gì của nó, phái người ra ngoài tìm cũng không được." Trịnh Chiết trong lòng chấn kinh, đối với đại thiếu gia này, hắn biết rõ kẻ này được tướng quân sủng ái nên coi trời bằng vung. Nếu không có Kim Tư tướng quân làm chỗ dựa cho hắn thì sớm sẽ bị quả báo rồi. Cũng chính bởi vì như thế mà hôm nay không còn tin tức. Trịnh Chiết trong đầu thầm cầu khẩn, ông trời phù hộ ngàn vạn lần đừng để cho người này chết đi. Nếu để Kim Tư tướng quân tức giận thì sẽ không biết có bao nhiêu người bị giết chết đây. Cái này, tướng quân, tiểu gia thích du ngoạn, nó không chừng đã ở trong thành chơi đùa rồi, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Tướng quân hàng ngày có rất nhiều chuyện cần để tâm, không nên lo lắng như vậy. Kim Tư gật gật đầu, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống, kinh ngạc nhìn Trịnh Chiết tò mò nói: "Hôm nay không phải đầu tháng, ngươi tới đây làm gì?" Mỗi khi đầu tháng, Trịnh Chiết đều tới đây hồi báo số lượng thiên nguyên thạch được đào tại các quáng trường. Căn cứ vào đây, Kim Tư mới có thể hồi báo lại thiên vương tình hình thu chi của toàn bộ Tử Dực Thành. Trên mặt Trịnh Chiết toát ra hồng quang, thấp giọng nói: "Tướng quân, ngài thật là tốt số mà." Kim Tư ngẩn người ra mắng: "Số tiểu tử, có gì thì nói thẳng ra, tới nơi này rồi có núp úp mà mở cái gì?" Trịnh Chiết khoan khoái nói: "Tướng quân, không giấu gì người, quáng tràng hôm nay phát hiện một quáng động rất nhiều thiên nguyên thạch, xem ra có thể để cho cả quáng trường khai thác trong vòng 1 tháng." "Ngươi nói cái gì?" Kim Tư toàn thân chấn động, đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, nhất thời bắn đến trước mặt Trịnh Chiết. Khí tức mạnh phát ra khiến cho hắn không có cử động được. Uy thế cường đại của thiên nhân 4 cánh hắn đã khắc sâu vào trong lòng. Phát hiện một quáng động cực kỳ phong phú. Trịnh Chiết chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng hẳn lên, một cô khí thế lạnh như băng truyền đến da hắn, khiến cho bản thân không được thoải mái. Kim Tư nghe hắn nói chỉ ngồi im trên ghế hồi lâu không nói gì. Giờ phút này hắn đã đưa chuyện nhi tử mất tích lên 9 tầng mây, có thể phát hiện quáng động dày đặc như vậy hoàn toàn chiếm tất cả suy nghĩ của hắn. Không ai có thể hiểu rõ tình hình khu khai thác như hắn. Tới hôm nay, cả quáng trường mặc dù có khoảng 500 người đang khai thác, nhưng mỗi ngày số thiên nguyên thạch giao nộp rất ít. Ngoại trừ người mới tới, cơ hồ mỗi ngày một người chỉ giao nộp 1 viên thiên nguyên thạch. Người sống tại Tử Dực Thành này đã lâu cũng có chút thủ đoạn. Mà Tử Dực Thiên Vương vốn rất yêu quý dân trong thành, tất nhiên cũng không quá áp bức bọn họ, cho nên Kim Tư trơ mắt nhìn dân trong thành đào khoáng 4-5 khối thiên nguyên thạch mang về nhà, mà chỉ giao nộp có 1 khối, thật không có biện pháp. Về điểm này, Tử Dực Thiên Vương là cực kỳ buồn rầu. Mỗi ngày Tử Dực Thành đều phải tiêu 200 khỏa thiên nguyên thạch hàng năm, đều tiêu hao đi một ít. Tử Dực Thành lâu nay vẫn miễn cưỡng duy trì, còn có tình trạng nhập thì không mà cứ tiêu đi. Nhưng không thể làm gì cũng khiến cho bọn họ trong lòng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trao đổi ít thiên nguyên thạch. Phải biết rằng duy trì hoạt động của một thành trì không đơn giản là dùng vũ lực. Tử Dực Thiên Vương chỉ là một trong 8 thủ hạ của thiên đế, cũng là tu vi thấp nhất. Nếu không phải cánh của hắn thuộc loại biến dị tiềm lực lớn thì vạn vạn lần không thể ở cùng nhóm với 7 đại thiên vương kia được. Kim Tư trong mắt quang mang đầy vẻ cuống quýt. Nếu có thể phát hiện quáng động như vậy, Tử Dực Thành tuy không thể trở thành thành trì đứng đầu, nhưng ít nhất có thể khiến thiên vương trước mặt thiên đế ngẩng cao đầu. Cái quáng động kia là ai phát hiện ra? Có thể phát hiện quáng tàng thiên nguyên thạch thật không đơn giản. Trong lòng Kim Tư đột nhiên có nghi ngờ. Ngày đó y đã dùng thần thức cũng không phát hiện ra quáng động dồi dào như vậy. Ít nhất thì tại Tử Dực Thành này cũng không có nhiều thiên nhân có thể dùng thần thức để thăm dò vị trí của thiên nguyên thạch. Nhắc tới điều này, Trịnh Chiết càng đắc ý vô cùng, về mặt thay đổi nói: "Tướng quân quả nhiên có con mắt nhìn người, đúng là hiểu công đạo, để cho thuộc hạ chiếu cố người đó." "Sao?" Kim Tư hiểu được việc này có chút không thể nào, cũng lại là do bọn hắn phát hiện.
Nếu là như thế này, chắc chắn phải tìm hiểu một phen. Bọn Tần Vũ bất quá mới tới từ Dực Thành không tới 3 ngày, lại có thể phát hiện quáng tàng như vậy, cho dù nói là thiên vương cũng phải hoài nghi. Thiên nguyên thạch là một loại khoáng thạch cực kỳ đặc thù, không chỉ có thể luyện chế vũ khí mà còn là đồng tiền lưu thông cả thiên giới. Tác dụng quan trọng nhất chính là trong thiên nguyên thạch có một loại năng lượng đặc thù. Thiên nhân có thể sau khi hấp thu năng lượng đó có thể để thăng tu vi, cho nên mới trở thành đồng tiền chung của cả thiên giới. Một viên thiên nguyên thạch có thể sở hữu nguồn năng lượng đủ để cung cấp cho một thiên nhân hai cánh tu luyện trong thời gian một tháng, còn hơn cả hấp thu thiên địa linh khí. Trong thiên nguyên thạch ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh túy, hơn nữa còn dễ dàng chuyển đổi và hấp thu. Là bọn hắn sao? Như thế nào có thể? Trịnh Chiết, ngươi lập tức quay lại theo dõi bọn hắn xem bọn Tần Vũ có biện pháp nào có thể tìm được quáng tàng thiên nguyên thạch như vậy. Kim Tư trầm ngâm một lúc, nhàn nhạt phân phó cho Trịnh Chiết. Trịnh Chiết trong lòng mặc dù là nghi hoặc nhưng vẫn cung kính tuân mệnh, sau khi hành lễ đã cáo lui. Tần Vũ à, Tần Vũ, ngươi rốt cục là ai? Đợi Trịnh Chiết đi rồi, trong đầu Kim Tư ở đại sảnh hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Tần Vũ và không có cánh chim nào. Thiên Khanh chính là tên một ngọn núi, núi này chỉ có thể là thiên nhân cao cấp mới có thể được nghe qua. Hai người Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong phi hành rất nhanh phía trên, chỉ thấy ngọn núi phía dưới cây cối chen chúc, linh khí dư thừa. Đại ca, huynh biết vì sao nơi này lại gọi là Thiên Khanh không? Đế Thiên Hồn quanh thân tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang cũng không cùng một màu, trên mặt giáp là quang mang màu trắng tinh khiết, khiến xa xa thoạt nhìn quanh thân hắn quang mang loang lổ giao tạp. Tất nhiên là biết rồi, gọi là Thiên Khanh chính là do ngọn núi này là giao điểm giữa thiên giới chúng ta và tu la giới. Giao điểm đó chính là một cái động rất lớn, rất sâu, đưa chúng ta cùng tu la giới tách biệt nên mới hình thành tu la giới và thiên giới. Đế Tuyết Phong nhàn nhạt cười, quanh thân lóe ra hào quang cực kỳ ít ỏi, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra toàn thân hắn có một cỗ lực lượng bao quanh. Đế Thiên Hồn cười cười về mặt thần bí hỏi, vậy huynh biết Thiên Khanh có lai lịch ra sao không? Đế Tuyết Phong lắc đầu, từ khi hắn xuất sinh cho đến giờ tổng cộng cũng không qua đây quá 3 lần, mỗi lần cũng chỉ tới tán tỉnh, thời gian đâu còn chú ý tới việc này. Nghe người ta nói Thiên Khanh chính là hình thành bởi cha và hoàng giả tu la tộc từng đấu với nhau. Đế Thiên Hồn trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng cùng sùng kính, truyền âm nói, bọn họ nói cha lúc trước khi mới đạt thành hoàng giai liền không cho tu la tộc ứng phó, đã cùng hoàng giả bên kia đấu một trận, hai người huy động toàn bộ lực lượng. Sau một hồi chiến đấu, cơ hồ sắp đưa cả thiên giới hủy diệt. Sau đó thiên phạt xuất hiện mới khiến cho hai người dừng lại. Tại nơi bọn họ đánh nhau hình thành một cái hố rất lớn, hoàn toàn phân cách thiên nhân tộc cùng tu la tộc tách ra. Đế Tuyết Phong động đậy đôi cánh, nghe Đế Thiên Hồn nói, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị, nhẹ giọng hỏi, Thiên Hồn, đệ nói xem, những lời đồn này là thật chăng? Vì sao cha thường ngày không nói với chúng ta? Theo lý thuyết đây là việc đáng tự hào thì phải. Trên mặt Đế Thiên Hồn cũng mang theo tia khó hiểu, cũng u mê nói, không biết, chuyện này trong số thiên vương cũng cực kỳ bí ẩn. Mọi người khi nhắc tới cuộc chiến ngày đó thì tất cả đều như câm cả, không dám nhiều lời, đệ cũng là mất rất nhiều công sức mới có thể khai thác từ trong miệng một người nói ra. Hơn nữa, đệ còn nghe nói có một chút bí ẩn, bí mật này liên quan đến cả thiên giới và tu la giới. Sao? Có bí ẩn gì? Quan hệ trọng đại như vậy sao? Đế Tuyết Phong hứng thú, đệ đệ này biết không ít chuyện, có thể thấy được ngày thường hắn đối với lời đồn rất chú ý. Đế Thiên Hồn thoáng chút do dự một chút mới nói, đâu là lời đồn mà huynh chỉ nên nghe qua thôi, không nên trước mặt mọi người mà nhắc tới, nếu không cha biết nhất định sẽ giết ta. Đế Tuyết Phong gật đầu cười mắng, chúng ta là huynh đệ một lòng, không nên nghĩ lung tung, nhanh nói ta nghe nào. Được rồi, truyền thuyết nói sau khi đạt tới đẳng cấp 10 cánh cũng chính là sau hoàng giai lên trở thành một nửa thiên. Đế Thiên Hồn trong mắt lóe ra thần sắc nóng bỏng, lẩm bẩm nói, bọn họ nói thiên chính là tu la tộc và thiên nhân chúng ta cùng có một thiên, vô luận là tộc nào chỉ cần có thể tu luyện tới 10 đôi cánh chim liền có thể nắm trong tay nửa thiên, trở thành hoàng giả chí tôn của hai tộc. Đế Tuyết Phong ngẩn người ra, 10 cánh đó chỉ là hoàng giả trong truyền thuyết, thiên nhân tộc và tu la tộc đã rất lâu không có hoàng giả cao cấp như vậy rồi. Đến nay ngay cả cha cũng dừng lại tại 9 cánh mãi mãi không đột phá. Nhưng chỉ là 9 cánh cũng đã là hoàng giả của cả thiên nhân tộc, thậm chí ngay cả tu la tộc bây giờ cũng đều chịu sự áp bức. Nghĩ vậy, Đế Tuyết Phong trong lòng nghĩ đến một chuyện, một nghi vấn.
Thiên nhân tộc có hoàng giả chín cánh, Tu La tộc chẳng lẽ không có sao? Tại sao những năm gần đây, mỗi lần thiên nhân đến Tu La tộc đoạt mỹ nữ, đều không có cao thủ đến ngăn cản? Đế Thiên Hồn thấy Đế Tuyết Phong không để ý đến hắn, còn nghĩ là người này ngày thường chỉ thích đàn bà, nay bị hắn nói, trong tâm đã có sự thay đổi rồi. Nghĩ đến hắn có thể dùng thời gian bên cạnh đàn bà mà dùng để tu luyện thì nhất định sẽ đạt tới hoàng giả chiến cánh, không khỏi vui mừng cười nói: "Đại ca, huynh cố gắng tu luyện, sau này hy vọng của đệ đặt trên người huynh đấy." Đế Tuyết Phong ngẩn người ra, lập tức nhìn thấy Đế Thiên Hồn vẻ mặt vui mừng, không biết là nghĩ đến đâu cười mắng: "Sú tiểu tử, thế mỹ nữ của ngươi ra sao rồi? Đàn bà trên nhân tộc chúng ta, ngươi chắc chắn là không để ý rồi." Đế Thiên Hồn gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói: "Tất nhiên không phải là đàn bà của thiên nhân tộc chúng ta, đường đường là hai vương tử, đại thích một người đàn bà Tu La tộc. Thích thì bắt về, ngươi không phải vẫn làm như vậy sao?" Đế Tuyết Phong rất kinh ngạc, vị huynh đệ này vốn có tính bạo lực, thích cái gì khẳng định sẽ là dùng vũ lực mà cướp đi, tính nết khó có thể thay đổi. Đế Thiên Hồn trên mặt lộ ra sắc thái ôn hòa, có vẻ hoài niệm, lẩm bẩm nói: "Nói ra huynh cũng không tin đâu, sống lâu như vậy ta cũng đã giết ít nhất là 10 vạn người rồi, cướp đoạt mỹ nữ cũng có mấy nghìn người, cũng xem như thấy đủ loại người." Hắn nuốt nước bọt tiếp tục nói: "Nhưng khi nàng ở trước mặt ta thì ta ngay cả dũng khí cũng không có, chứ đừng nói là mang nàng trở về." Vừa nói khuôn mặt lạnh băng cũng hiện lên vẻ ngại ngùng, nhìn Đế Tuyết Phong rất là đa cảm: "Cái loại đàn bà gì mà lại khiến ngươi si mê như vậy chứ? Đợi ngày mai sau khi chúng ta tới Thiên Khanh, nhất định phải cho ta thấy một phen, thế mới phải." Đế Thiên Hồn gật đầu nói: "Nói điều này cũng là muốn đại ca giúp ta thôi, người đàn bà này thật đáng để cho đệ cố gắng mà." "Nói ta xem có thể giúp gì không?" Đế Tuyết Phong trong mắt hiện lên vẻ thật lòng: "Không có khả năng." Đế Thiên Hồn dâng lên một tia phấn khích đến mức mặt đỏ bừng nói: "Huynh tuyệt đối sẽ lại than thở, trách lão thiên lại tạo ra một mỹ nữ như vậy." "Xì, bày đặt." Đế Tuyết Phong khinh thường bay nhanh về phía trước: "Ta tất nhiên hiểu được tiểu tử ngươi thích bạo lực, phi hành nhanh một chút nào, bị ngươi nói tâm ta động rồi, ta phải nhanh một chút để chứng kiến một người đàn bà như thế nào có thể làm chiêu lòng ngươi, rốt cục là cực phẩm gì đây?" Đế Thiên Hồn cũng hưng phấn hẳn lên, lớn tiếng hô: "Gặp thì được, nhưng nếu là huynh muốn cướp của đệ, nhất định đệ sẽ liều mạng với huynh." Hai đạo thân ảnh giống như lưu tinh xé gió bay qua các ngọn núi, bay nhanh về phía chân trời. Đứng một lần nữa bên trong quáng động, thân ảnh Tần Vũ tại cửa động lại không ngừng di động, trên mặt dần dần xuất hiện mồ hôi, suốt thời gian một nén nhang mới dừng động tác. Kim quang trong tay chợt lóe, tinh thần lực bắn vào trong cửa động, quang mang trước mắt chợt lóe rồi biến mất. "Thành rồi." Tần Vũ có chút mệt mỏi nói. "7 cấp trận pháp hôm nay sử dụng thật là khó khăn." Bọn người Cam Vân ngồi bên trong động, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, không rõ động tác của Tần Vũ có tác dụng gì, tự hồ không có chút biến hóa. Tần Vũ nhắm mắt điều tức một hồi, mở to mắt nói: "Trong quáng động này có rất nhiều thiên nguyên thạch, chúng ta có thể chậm rãi mà đào. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi lấy thiên nguyên thạch tu luyện, ta hy vọng các ngươi có thể đột phá đẳng cấp 3 cánh." "Thế nhưng đại nhân, ngài không phải nói đột phá quá nhanh khiến cho căn cơ không vững sao?" Lão Hắc tò mò. "Nói không cho đột phá cũng là Tần Vũ, hôm nay lại bảo mọi người nhanh chóng đột phá cũng chính là hắn." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.